đấy. Nhưng mà là cũng rất thân thiết với nhau, từ mặc dù ít gặp nhau, chỉ gặp nhau những cái show diễn ở Việt Nam và cùng màn này, hoặc là những cái show diễn mà đi nước ngoài thì mới gặp nhau thôi. Nhưng mà cái tình cảm của anh em rất là gắn bó. Vương thì có một cái bài hát mà nhớ trước đây là đúng vào mini show đầu tiên của Việt, bài tri ân khán giả Hà Nội, ở những nơi mà Việt đã hoạt động nghệ thuật và tạo nên từ của Việt. Thì cách đây 2 năm Việt có làm một cái mini show, và chính Vương cũng là người rất là thất bận khi đó, và chuẩn bị cho Việt từng ký một, từ âm thanh, tất cả mọi thứ. Nhưng ngày hôm đó thì Việt là bố cũng rất rộng, là không được cho kém. Ngày hôm nay thì rất là vui, và các bạn ở đây tiếng khi là khán giả là nhân viên xem không Việt hôm nay còn thêm của Linh Vương đó. Ok, bây giờ thì có một cái bài hát của Vương rất là nổi tiếng, đó là bài Nước Đo Xót Xa. Để ông Việt xin mời anh chị các bạn hát cùng nghe bài hát này. Ông Việt sẽ hát trong ca của Vương cái bài hát này. Ooh.